Vâng, kính thưa quý vị, và tiết mục dự thi tiếp theo sẽ là một tiết mục thứ ca với tên gọi Tôi Yêu Trà Sữa Macchiato, được sáng tác bởi anh Trần Quốc Khanh và được trình bày bởi thứ ca đến từ khối Logistics. Khối Logistics đâu ạ? Kính thưa quý vị, mới đây Tâm Điểm Phát chúng ta vừa cho ra đời sản phẩm trà sữa Macchiato không độ, đem đến cho mọi người một thức uống đầy bổ dưỡng và thơm ngon. Với cảm hứng loại thức uống bổ dưỡng đã thúc đẩy anh Quốc Khanh sáng tác nên bài hát này. Chúng ta hãy cùng chờ xem phần trình bày này sẽ như thế nào nhé. Vì uống hoa kia tôi đậm đà.